tải 30 triệu nè quý vị. Đúng rồi, 302. Nè, xíu nói chúng đặc biệt. Đây là đài Đồng Tháp là 515502. Còn ở đây là để Thanh Trúc đưa vô cho cả nhà coi nha. Đây là nó bởi vì số chúng nó vô khúc quý vị ơi. Tôi còn tính dục rồi đó, còn chút nữa tôi dục. Tính dục rồi hả? Ừ. Chị ơi tính dục. Ai em xin chào chị nha. Nghe nói là mình chúng kiến thiết phải không ta? Dạ. Vô đây ngồi coi. Dạ. Vô đây ngồi nè. Chàng ơi, anh Hữu. Anh ngồi kế mẹ đi anh Hữu. Đây được không anh? Dạ rồi. Vui không chị? Dạ chúng mừng lắm anh ơi. Mừng dữ lắm. Đâu mẹ lấy chị, giấy xuống cho anh coi. Đây lấy cho em coi coi. Dạ. Để ướt. Cái này ướt nè, đứng nước ngoài. Rồi cỡ đó đó hả? Dạ. Nhiêu chị? Phải không nghe chàng? Ủa mấy cái đạp đây đâu chị? Không đâu rồi, mắc 30 triệu rồi quý vị ơi. Từ kiếm đừng gấp quá cách. Từ từ thôi, từ từ thôi. Ôi, đâu à, môi ôi đâu à. Đó đâu đó đó. Ừ. Có giấy giò không chị? Ừ đây nè. Đây nè, táo quả nghe ta. Giấy giò này. Đưa em coi cái này, ừ, hôm qua Đồng Tháp mình nè. Đưa em coi. Nè quý vị, là đuôi 502 hả chị? Ờ. Ở giải nè. Chút. Thấy rồi, vô khúc luôn rồi chú quý vị. Là tin vui nè cả nhà. Dạ. Giữ đi hả chị, giải 30 triệu hả ta? Dạ. Mua có 1 tấm một hên dữ hả? Nhiều lắm, mua nhiều lắm, mua 2 tấm lại. Mua 1 tấm mà cái lóc nó trúng hả chị? Một cái 5 người này kia, mua người này kia vậy. Ừ. Giờ đi ha. Dạ, giờ đi lắm tiền. Chuyện ơi quý vị ơi. Thì bà vợ bà đang trúng số rồi nè. Sửa soạn mà đi nè. Cắt đi, cái này cho anh Minh Thiện anh dạ. Coi kìa, coi không? Coi. Đây anh gửi. Nó coi chưa? Gửi em. Là có chấp nhận mấy anh con mình nó cắt nó chịu chấp nhận nha. Là lỡ có gì ai đền? Có gì là con mình nó chịu. Dạ. Dạ. Chàng ơi, rồi cảm xúc sao mẹ vợ? Trời ơi, nó mừng, nó vui một cái luôn á. Nghe mà mình dò mà thấy mà nó trúng rồi sao? Tết đến rồi mà tiền bạc không có, Mạnh Thường Quân cho tự ngày mua sắm đồ đạc hết trơn rồi. Rồi bữa nay rồi mình nhận như gì rồi Mạnh Thường Quân, mình có cần Mạnh Thường Quân cho nữa không? Có. Dạ thì Mạnh Thường Quân giúp thì em nhận sẵn sàng để em nhận lãnh, tại vì cái này em trả nợ rồi, em trả hết 10 triệu tiền nhà nước rồi. Ờ, vậy hả? Dữ dằn luôn hả trời. Ừ. Rồi lãnh về ghé nhà trả tiền nhà nước luôn đó. Thiền ơi quý vị ơi kìa, trúng số nè, anh Hữu nè, nghe cho thằng gửi nhiêu chưa? Rồi. Còn gửi cho con gái con đứa 500. 6 ít. Thôi vậy được rồi. Bà mẹ 2 triệu đó là nãy giờ cho 3 triệu đó. 30 triệu mà sao mỏng dữ chị? Tại vì gửi có tiền, có tiền ấy rồi. Có tiền nhóc rồi. Rồi mẹ cho, có lẽ không lấy. Ông ngày gửi vô khúc nha. Dạ. Mà mẹ vợ bữa nay là vô rồi nè, chúng được vé số là phước rồi. Mình còn ham á là cũng như mình trả tiền đó, còn ham chiếc xe Honda 50 để chở đưa con đi học. À, thì bữa nay chắc có đầy đủ luôn á chị. Dạ. Ừ, bên này là lãnh rồi, tròn vẹn là 30 triệu luôn á quý vị. Nhưng mà lãnh nghe nói có 2 mấy đó. Kệ đó. 7 gì đó. Có thiếu rồi anh Minh Đăng bù. Dạ. Ghen với chị là sao? Ghen chị với thằng gửi là sao? Lúc ban đầu á thì chị nói là con gái nó ở rồi với con mình mà ổng ghen, ổng nói nhà nữ không mà giờ tự nhiên có con gái vô này kia. Chị mới nói giờ khổ quá rồi, tiền bạc thì ổng không có cho chị được bao nhiêu, thì con gái nó về đâu phải nó ở không. Hai chồng nó cũng mướn tiếp hái 600 ngàn điện nước, thì điện nước 300 thì cũng như hàng tháng rồi còn dư lại 300. Thì cũng mua được chục ký gạo hoặc mua này kia cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Mà giải thích ổng không có nghe, rồi cự lộn, cầm màu cự hoài. Cự hả? Lý do là sao cự chàng? Ông ghen tôi với thằng gã nó bậy bạ đó. Ừ, mà anh Hữu có gì đâu, anh Hữu có đẹp gì đâu. Mà trên đời này ai đâu mà con gã mình mà ở với con mình mà mình đi ở với thằng gã mà thường nói hoài vậy luôn hả chị? Nói gì ông nói gì đó nhưng mà chị nói em nghe nè, cái nào á đồ ăn, đồ cúng ra đồ cúng. Mình chị là đồ gì? Mình là đồ cúng. Anh Hữu bả là đồ gì anh Hữu? Hôm vô cúng chậm không được đâu. Rồi sao mà đồ chắc cúng mấy con gái chậm không được. Chắc có lẽ em thấy nhắc ông coi cái video mà nhắc đụng tay động chân với mà, chị nè. Mà ông Tư này ông cũng không ăn đồ cúng được luôn. Sao vậy? Tại vì ông không có cái mạng ông nhỏ xíu à. Không ăn đồ cúng được hả? Không ăn được. Như tôi là đồ cúng nè, tôi là chỉ biết một cách đó.
Hồi tối ngày ông nghỉ ông đem tôi ra cho tôi với người này người kia hoài. Chắc có lẽ ổng hơi thương chị đó, cho nên là chú 72 tuổi cho nên mới kêu bằng mà ghen thôi. Tại vì thương sao mà không làm đám cưới mà ổng không chịu làm hay vậy? Tao đặt bàn đặt đồ, em nó nói là cho 60 triệu có người một mà cho tôi ổng 60 triệu rồi đặt bàn áo cứ chứ mà ổng không chịu đó. Chèn ơi gì dữ hả chèn? Cho 60 triệu đó, ta cho nó đặt gạo chân đó. Vì là không chịu ha. Công ty nào lớn lắm, ta thấy vợ chồng già khổ nè, ta cho. Mà không chịu hả chị? Ừ. Mà sao kỳ á ta? Mà lý do là sao hả chèn? Bởi vì Rồi vậy là ổng đi về luôn rồi. Chị thấy như vậy đó, chị hôm bữa chị nói ông 72 đó, ổng tốt lắm mà. Tốt thì có tốt mà cũng xà cũng chết luôn. Bây giờ sao em thấy có cái clip chị lên chú Năm nữa là sao? Ổng mới giọng ghen đó. Ừ. Quay cho vui ha. Cự lộn với ông Tư mới lên đó. Sao vậy? Sao cự lộn cả tháng vậy đó, nói người ta đồn đó, nói ổng không quen với bà nào chủ tiền góp, có tiền giàu lắm đi xem. Là ông 72 đó hả? Ừ. Tôi buồn tôi mới lên đó. Rồi lên rồi ổng có điện cho chị nữa không? Chàng ai ông bỏ tôi rồi tôi buồn tôi lên cái điểm đó ông chạy ra ông chặn hàng ổng đó. Mới gặp mới quay đó. Vậy đó hả? Ừ. Dặn nhau thằng gái nó biết tôi dặn bỏng bỏ tôi buồn hơn gì đó. Rồi không gài thận chưa? Thì đã nói ổng thận rồi ổng mới đi ra mấy bữa quay phim nè. Rồi mấy bữa nay nghe nói dặn nữa phải không? Dặn là mình quay clip với đội làm đám cưới rồi đó, ổng kêu mình dẹp mấy vụ đó đi, ổng không chịu đó. Vậy hả? Rồi vụ ghen với gái là hồi nào lâu chưa? Ghen mà gái mới về giờ hết ghen rồi. Biết rồi. Sao kỳ, sao mới đầu mà ghen dữ anh Hữu, anh có cái gì đẹp đâu. Nói con Nga nó khùng khờ, rồi bây giờ thằng rể nó hốt Nga rồi quay qua hốt mẹ nó, anh đừng ăn nói chuyện kỳ cục gì. Kỳ hả? Ừ. Sao rồi chị, mình sao chị không nói? Mình có đầu có đuôi chứ. Mình người con người Hữu ngồi đi anh Hữu. Ngồi lên con, đi Hữu. Tí nữa nào, xong mẹ, rồi. Mẹ đâu rồi, mang xuống nhắn nhất rồi. Theo anh Hữu suy nghĩ về cái chú mà tương lai là ba vợ đó, là ông đó có đáng không? Thấy nó ngay chú đó đó thì, bà mẹ mình thì bà vợ, còn ổng thì nghĩ là cha dưỡng thôi, mà nếu bà mẹ với ổng thì thấy tới luôn cũng thấy chắc không bền rồi, tại vì bà thì thương ổng mà ổng không chấp nhận thương lại, rồi con ổng vì con ổng không dám thì thôi đi, mà làm gì được như bà vợ anh, mẹ vợ anh thì trẻ hơn vậy mà ổng lớn tuổi mà con ổng nắm quyền đó, nói chung đại con nắm quyền đi. Ừ. Là không muốn quen bà mẹ này nè, là con ổng cấm cản nó đại vô luôn đi, là thấy gia đình ở bên đây nghèo rồi bên mình cũng giàu rồi không muốn, hiểu không? Vậy đó, vậy đi mẹ, nó tính như là vậy đi, cứ dễ đi. Nó có nhiều đó. Giờ có là khi dễ bên tôi nó không chịu. Khi dễ bên mẹ không chịu đó, có nhiều đó. Chị thôi bây đó. Giờ tình yêu đâu có già trẻ gì, 170, 180 cứ gái 19. Mà sao mà chị hồi đó giờ sao những người trẻ sao chị không chịu mà chị lựa ổng? Đã nói bữa ban đầu ổng cũng lấy lòng mình, rồi mình lỡ thương ổng rồi quên không có được. Chị đó hả? Ừ. Cấp đầu cũng ổng miệng lưỡi dữ không chị? Ví dụ không vậy sao thương, thì vô thì đủ đầu ông cũng lấy lòng mình này kia. Sao mấy người kia em thấy ông chú Thành đại gia hay bảy công cũng miệng lưỡi lắm, sao chị không chịu? Cái sự đó không phải, ví dụ như có này kia vậy đó. Có này cần... kia, tự thân mặt cho là trà đường, trà đá, cơm, nước gì đó ha. Đã ra gạo đó thành cơm rồi mà. Chàng ơi, vậy là cũng dữ quá chứ bộ. Như lúc Hữu với Ngọc Nga nè, cũng từ từ cũng gọi nó thành cơm mới được gì. Chị hỏi về Ngọc Nga với Hữu sao được trời đào không? Hỏi Ngọc Nga coi, sao bả được ngày nào với bả không? Chàng ơi, vậy là ông và vợ, ủa ông gì, ông U 72, nhiều lần ghen anh với mẹ vợ hả? Anh nói thì nói với mẹ chứ Hữu. Nói chị sao chị? Cái điện thoại mà chú đâu biết vô đi gì đâu. Nói với chị sao chị, kể cho em nghe. Hỏi mà. Ông ổng ghen thì, với... nói vậy đó. Nói sao chị lặp lại cho em nghe coi. Ông nói nhà thì đừng bạn gái không à, về cho con rể vô ở kế bên, rồi bắt đầu nửa đêm rồi nó ở với mẹ con, quay qua ở với mẹ luôn. Ok trời. Tôi mới chửi ông, nói ông ơi. Cười ha. Ông sống sao không đầu, không đít, không đuôi hết trơn. Không lẽ giờ tôi đi lấy con rể tôi vậy, tôi coi con gái tôi là chó hay là thú vật hay gì, tôi làm ăn sống nhân à? Tôi nói cái đồ cúng này không phải ai muốn ăn đâu. Rồi em cảm ơn chị ha. Yeah. Đã chia sẻ một video. Chào cô chú cái gì vậy? Chào đấy mẹ. Chào anh Hữu. Chào. Rồi anh Hữu, cái chuyện tình mà của mẹ vợ anh với ông U72 đó, rồi em thấy sao rồi, nó kết cuộc tới đâu rồi? Kết cuộc thấy chắc chia tay quá à. Thấy
ổng cũng không thích ông đó nữa, với hai nữa là ổng thấy ông kỳ quá à, rồi Hữu không muốn thích. Sao là kỳ sao nổ? Tại vì cái chuyện mẹ thì bà kiếm tiền Mạnh Thường Quân cho bà quay chơi giải trí thôi, vui vẻ hài thiếu thôi. Ổng thì nghi ngờ mẹ cái này cái nọ bậy bạ không mà Hữu không thích. Hữu là rể cũng là cũng có phần sự trong nhà, mà ổng vậy là Hữu với Ngọc không Nga chịu không hả? Có chịu. Chị Ngọc Nga, ổng nghe nói ổng về nó sống trước hơn chị mà. Chị Ngọc sao, Anh sao mà. Năm rồi nói chị Ngọc Nga kìa. Chị Ngọc Nga. Rồi ông chú 72 tuổi đó là về sống trước lâu lắm hả? Dạ. Sống là mới về, anh Hữu mới về đây hả? Rồi chị thấy tánh tình của chú đó làm sao? Chị cứ chia sẻ lên cho em mọi người được biết thôi. Ông thấy ông cũng tốt mà chị nghe. Thì tại vì mà con không thích ông đâu. Chị không thích hả? Dạ. Lý do? Lý do thì phản đối, bị phản đối đó. Rồi giờ thôi mai mốt, rồi tôi nói mai mốt đừng ra đây nữa. Không cho ra nữa. Ai không cho ra chị hả? Em á. Chị nói ổng hả? Dạ. Chị nói ổng sao? Nói thẳng luôn. Chị nói thẳng ổng sao chị nghe? Nói chuyện ông không có phận sự gì trong đây chứ ông đừng ra đây nữa. Một phút một giờ nó cũng có cho ra chứ. Rồi nói gì ông buồn sao chị nghe? Buồn không? Nói gì ông buồn không? Tại mình tính thẳng thắn mà chứ đâu phải như người ta được. Cái gì cái nấy. Chị Nga là kêu ổng là đừng có ra nữa ha. Đúng rồi, không có cho ở lại luôn nữa. Thấy ổng cũng tốt quá mà chị Nga. Vậy nào chứ? Chị Nga. Thấy ổng tốt quá mà. Thấy vậy đó chứ không có tốt đâu. Lúc mới về nó xấu vợ chồng tôi là tôi không thích rồi. Nói sao? Mới về nói nữa hả? Chị kể cho vài một mẫu chuyện nó này nó kia vợ chồng tôi hoài nè mà bởi vì đâu có ưa đâu, tôi đâu có ưa đâu. Lý do là hôm bữa là tôi cấm đó mà ra hoài đó, tôi cấm không cho ra rồi đó. Cấm lâu chưa? Bữa không nói đó, gình gình là mò lết ra hoài ha. Cũng có cấm ha. Đúng rồi. Cấm lâu hả gì ha? Cấm lâu chưa? Cấm rồi đó, giờ là cấm đó. Nói trước đó, tôi nói cho biết vậy đó. Rồi ổng cũng còn đi ra bình thường đúng không? Thì lén lén ra ngoài đó. Thôi kệ đi chị Nga ơi. Tại chắc có lẽ là chú thương mẹ chị á. Mà giờ vậy rồi, số phận vậy rồi sao giờ? Rồi hôm bữa rồi ổng có nói lớn tiếng gì với mẹ chị không? Đã nói ví dụ quay á. Cái tánh tình kìa, tánh tình ấy lắm. Nó này nó kia hoài. Con cái trong nhà người ta, bố người ta, bố người ta không có quyền gì hay gì mà nói chuyện kiểu vậy. Nói sao, nói kiểu sao? Bữa hôm nói sao nè. Nói là không. Nói xấu tôi. Nói cũng như với Nga nè, cũng như mà thấy vậy chứ không phải vậy đâu. Cũng như thấy hai chồng Nga nó vậy chứ không phải vậy đâu. Cũng như Hữu mới nói ông Tư bề ngoài cái vẻ duyên gì đó trong lòng không thấu lắm. Hữu nói vậy đó. Chàng ơi. Thấy nói thằng này nói đây nè lấy bả mà người ta ở đây ở với con người ta nói chuyện kỳ cục. Cái chuyện này chị có nói cho ai nghe chưa hay là mới nói rồi? Dạ. Chưa có nói ai chị. Mới nói với em hả? À. Vậy trời chứ vậy đó. Nói về trong máy á, nói trong máy bả. Nói máy bả. Nghe điện thoại nghe trong nhà chứ chưa nói cho ở đây nghe hết. Trời ơi là ông nói vậy luôn đó chị nghe. Ông ghen hủ với bả đó. Trời ơi, thấy ghê trời. Vợ nó trắng trợn rồi đó, bây giờ mới nói đó, chứ Hữu giống không nói ghê. Chào anh Hữu ha. Nghe nói anh Hữu ơi, nói là tin vui là tin gì anh Hữu? Tin vui là mẹ với trúng số đó. Chàng ơi, thiệt không? Bà trúng 30 triệu. Mấy tấm? Con tấm một hàng. Cái đó bà để lại hay là bà mua anh? Bà mua người ta đó. Trời ơi, vậy là vô ha. Vô rồi. Vô khúc ha. Dạ. Rồi anh có vui không? Vui. Chị Nga làm sao? Đang tính mua vàng hay gì chị Nga? Hả? Nghe nói mẹ của chị trúng số đúng không? Rồi sao rồi? Dạ. Tinh thần sao rồi? Mừng khỏe. Cảm giác sao chị nói cho em nghe coi. Cũng vui. Vui ha? Có tiền. Vui hay sao? Trời ơi. Vậy là quá mừng luôn hả anh Hữu? Dạ mừng lắm. Mới hồi hay hồi nào anh Hữu? Mới hay nãy giờ nè. Mới dò hay sao? Mới dò nãy giờ. Chàng ơi, vô luôn hả? Vô luôn. Vô một khúc rồi chàng. Dạ. Như là có tương lai rồi quý vị ơi. Dạ. Mẹ vợ chúng phải hụt chúng nghe. Dạ ơi. Giải 30 triệu. Thì cả nhà, thì hai vợ chồng nè, với mẹ vợ thì cũng chúng với số đó. Dạ. Rồi có cái mẹ có hứa cho gì không? Mẹ cho con đứa 500 hả? Con đứa 500 hả? Dạ.
hứa gì, gì cho ít chứ không? Cho rồi luôn chứ khỏi hứa. Cho đứa 500, Ngọc Nga 500, Hổ 500. Tại vì mẹ công chuyện lu bu á, em út em còn nhỏ nữa rồi. Tính ra Hổ không muốn lấy. Tại vì sao? Thấy mẹ già rồi, mình không cho mẹ thôi, mẹ cho mình làm gì đúng không? Mà này kệ lấy cái lọc của mẹ đi, hai đứa con lấy cái lọc của mẹ làm này. Cho luôn hả? Cho rồi, cho Ngọc Nga 500. Rồi giấy số ai giữ? Mẹ giữ. Chàng ơi, vậy luôn hả? Dạ. Bà tự nhiên cái có trúng giấy số quý vị. Dạ. Quá tuyệt vời luôn quý vị ơi. Dạ. Tin nóng, tin nóng. Dạ. Có thiệt không nha chàng? Không có chụp hình nữa. Đâu đâu chụp hình đâu, đưa cho em coi coi. Chụp hình đưa cho em coi coi. Nè quý vị, mình nói cái gì cũng phải có mắt, có sách, có chứng hết trơn chứ. Nè mẹ vợ anh Hổ táo quả, mẹ vợ của anh Hổ là trúng vé số nha cả nhà. Chàng ơi, nè quý vị, 02 hả? 02. Dò chưa? Dạ rồi. Đâu đâu có chữ dò đâu, anh bấm với dò cho em coi. Không ai dò điện thoại rồi, trúng rồi, không biết chụp. Vậy hả? Không chụp đó. Báo anh em hết chưa? Rồi trơn rồi. Báo luôn hả? Dạ. Quá thế luôn quý vị. Trúng chứng thiết nè. Dạ. Trời ơi. Cái nhà ơi. Không có mạng anh Hữu? Không. Bấm đây có mạng mà. Mạng mà sao quá mấy. Anh Hữu rồi như mấy vậy đó. Là mẹ vợ là cho là một người mỗi người 500 ngàn hả? Dạ. Rồi vậy có vui không? Dạ vui. Có nhiều cũng có mà ha. Dạ Hữu đâu có nói gì đâu. Rồi hôm bữa em có nghe vụ cái vụ nè. Hai vợ chồng của mình nghe nói bà vợ đi kiếm là lý do làm sao? Cũng như thấy hai vợ chồng đi hơi tối vậy, bắt kiếm coi con đi ở đâu vậy đó mà. Sao nghe nói đi tính bỏ luôn hay gì đó mà đi kiếm đó? Đâu có. Có không? Không. Vậy hai ơi. Chồng đi hơi tối về bả lo vậy thôi. Điện của nó hai con gần tới rồi. Gần tới hả? Dạ. Mình á, bà vợ chúng kiến thiết như vậy đó rồi mình có vui không? Dạ vui lắm chứ. Cảm giác sao? Mừng cho mẹ vợ. Mừng cho mẹ vợ luôn hả? Dạ. Mừng cho mẹ vợ. Cái đó là dạ. Tự nhiên bà báo cho anh hay sao anh Hữu? Bà lại bà ngồi gần gần đây nè, bà nói bà nghe cho nghe vậy đó. Bà vô rồi ha? Bà vô rồi. Chàng ơi. Rồi anh Hữu, cái chuyện tình mà của mẹ bà, cái ông U72 đó sao anh Hữu? Ông nói là Hữu với bà vợ là ghen Hữu với bà vợ. Chàng ơi. Ghen gì ghen kỳ cục, nói là trong nhà đàn bà con gái không mà gửi gãy sát bên vậy đó rồi nghi ngờ vậy thôi. Là ông nói như vậy? Ông nói gì đó. Sao ông nói kỹ bà này nghe nè. Mới về ai biết rõ ông tào lao chứ người ta có gì đó, người ta sống với con. Ông nói con sao? Người ta rồi. Ông nói anh Hồ chồng chuyện sao? Ông U72 đó. Nói trời cái này kia nọ bằng đi bằng hôm mà nói chuyện hoài làm sao đó bắt mẻ. Rồi chị có cự lại không? Có đó, nói chàng ơi, con nói thẳng nói đâu có gì đâu, hả này chồng ta, bà nói ông cái chuyện của đó còn ông coi chừng đó. Nói bà gì luôn nè, nói ổng gì luôn nè, rồi ổng có sửa không gì nha. Sửa thì ra thì dẫn tiếp, mà đừng nói chuyện tào lao là không thích đó. Tào lao là không thích nè, lý do làm sao mà chị không thích ổng gì nha. Hả? Nó là bây giờ cũng như là sao chị? Tôi nói như vậy, ý là tôi kể như vậy hồi mỗi lần á, tôi lúc mình tôi là con của bà này, con điên của bà này, mà mấy đứa con của ổng á, tôi như vậy nè, tôi vô chơi cái nó này nó kia. Trời, có luôn nọ. Nói sao chị nghe? Khi dễ, bởi vì giờ tôi muốn thiệt, tôi phải chơi lại, tôi cấm là không cho ra đây, khu vực nó khu mà ra là coi chừng đó, tôi nói rồi đó. Hồi đó là chị vô là con của ổng là con của ổng của em vô hai. Vô chơi đó, khu vực tôi vô nhà bà con tôi chơi đó mà không cho đó, khu vực trống á là. Sao không cho? Lý do là sao? Không thích tôi vô đó chơi này kia. Mà nhà của bà con tôi có quyền đúng không? Mà không cho tôi vô chơi. Kỳ á chàng. Vô duyên vậy đó. Sao kỳ á? Chị có hỏi lý do làm sao mà không cho chị vô không? Thì tại bà già tôi quen với ông già nó nè. Bà già tôi đó.
tại tôi nó thấy vậy nó khi dễ đúng không, nó khá giả nó khi dễ tôi, bây giờ tôi giờ thì tôi chơi lại đó, ra đây coi coi chừng đó, tôi nói mà không nghe là coi chừng có chuyện với tôi đó. Ngay chứ mà chơi lại chơi tới bến luôn nha quý vị. Rồi có khi nào mà con của ổng mà nó nặng chị nghe không? Nó hoài, tôi nghe hoài á. Nó vô chơi gì lát rồi tôi đi chứ tôi đâu có ở đâu. Nó nặng chị nghe là nói như thế nào chị nghe? Khi dễ nó này nó kêu hoài vậy đó. Nó không tiền rồi đó hả? Dạ. Trời ơi, cấp đó là gặp anh Hữu chưa? Chưa. Rồi chị có thấy tự nhiên rồi chị không có ra đó nữa không? Thì tôi cũng mặc cảm, tôi mặc cảm tới giờ nhà bà con tôi đâu có vô chơi nữa. Kỳ tính ra chơi mà kỳ hả chị nghe? Đúng rồi. Rồi đối xử với chị Nga vậy đó, rồi ổng ra đây là ổng hôm bữa ổng ghen là ghen cái chuyện gì mà em thấy lu bu quá chị Nga, quá trời ổng ghen luôn á. Thì ổng xài ổng tàu lao ổng chứ ghệ gọc của người ta ở này, con go chồng con người ta mà điên không là ghen cái gì. Tàu lao này bà già ổng chết rồi thằng này nhìn gì không lẽ là quen bà sao? là hôm bữa là ổng là ghen bả với ông ta lựa người ta lựa trẻ như vậy mới ông ghen anh Hữu hả? Dạ người ta lựa trẻ trẻ nhau vậy chơi xứng đôi chứ ai luôn đi không lựa không lẽ lựa gì chơi. Ý nữa là lựa anh Hữu mà lựa bả nó không có phù hợp ha. Rồi là nói chồng chị vậy rồi chị có buồn không? Chị nói này nói kia sùm hết trơn rồi tôi không thích vậy đó. Ừ. Tôi thích gia đình tôi mà sùm tôi nói là yên tĩnh là phải yên tĩnh để yên tĩnh cho tôi. Ừ. Tôi không thích mà sùm lên. Rồi ổng chấp nhận ổng bỏ đi luôn hả chị Nga? Chưa biết nữa, giờ nếu mà ra là tôi nói đó. Nói giờ chuyện gì đó, tôi nói là không có cho ra tôi nữa đó, bực bội lắm rồi. Chắc lẽ là ổng sống với mẹ chị là cũng đâu mấy năm mà phải không? Dạ. Không lẽ chị, không lẽ đức tình đoạn nghĩa sao chị? Không lẽ là không chấp nhận ổng sao? Không chịu đâu. Ổng thương tôi nói một là một á. Chị đuổi ổng đi hay sao? Đúng rồi. Mà đuổi. Đuổi ổng, ổng có nói gì em chị nghe? Ra là tôi không vui, mỗi lần ra là tôi không vui đó. Chị có đuổi thẳng không? Tôi không thích, tôi tại tôi không nói mà tôi không thích ra nhà tôi. Rồi hôm bữa là ai người nào đuổi? Chị Nga có đuổi thẳng không về chồng không? Tôi nói hôm qua điện thoại, tôi nói trong điện thoại rồi. Nói chị nói làm sao? Tôi nói điện lại, điện không cái tóc điện lại nó này nó kia đó. Nói chị. Nói thôi giờ gỡ cái clip của ổng với bả xuống đi. À, con ổng nó không có chịu rồi. Cái clip hả? Gỡ ổng với bả lần sau kìa. Quay đó là con ổng không chịu vụ đó đó. Thấy mẹ quay người này người kia đóng hài tiếu này nọ rồi mắc cỡ cho co cha ổng đi rồi làm gì đó. Rồi con ổng điện ổng gì đó. Ý nói như là mẹ vợ anh là quen nhiều người ha. Ờ, lăng nhăng nhiều người đó. Mà con ổng không chịu vụ đó mà ổng có túc lành rồi ổng đi nhà trọ banh chành hết trơn vậy đó. Mà ghen anh đó, mà anh cái gì mà anh ghen hủ nó tối ngày ghen hủ nữa. Anh là có vợ này là ngon lành cành đào. Tào lao muốn chết luôn mà trời ơi, vợ tôi tối ngày sát bên. Nhậu bằng đêm nữa, bài nhậu bằng đêm nữa, chú hỏi chú giờ tôi nghỉ ngơi sớm tôi. À, ai nhậu bằng đêm? Ổng. Ổng nhậu nữa. Tôi nghỉ ngơi sớm tôi biết kêu ổng, tôi kêu ổng nhỏ nhỏ lại chút cho tôi ngủ. Ổng biết nhậu. Mà ổng á, ổng tối ngày ổng nhậu vô ba mớ ổng la ung sùm trời đất mà bằng đêm. Một đêm lựa một đêm mà không có ai ngủ nghe gì được chứ không tôi nhắc nhở hoài vậy đó. Trời bữa nay bức xúc lắm nè. Mới nói hả chị? Bữa nay là giận dữ lắm mới nói lên hết hả chị nha. Dạ mình phải nói một là một, hai là hai đặng cho người ta biết. Chứ không phải mà mình nhút nhát vậy được. Đúng rồi. Lớp là dữ lắm. Người ta nói sao? Dạ. Người ta nói là đi ngoài đường có khi là nói mẹ chị là quen cái ông mà bự tuổi quá trời không chị Nga? Có khi nào có ta, chứ người ta nói ông sao chị lập lại già dữ lắm, già hơn bả biết bao nhiêu rồi. Ông 72 đó. 72 đó. Mẹ chị hình như 4 mấy phải không? Dạ. Rồi có phù hợp với mẹ chị không theo chị đoán á? Trời ơi, xa lơ hơn ba tôi đó, còn im hơn ổng nhiều. Ba tôi im lắm. Chị là lớn nhiều mà bây giờ ngủ thương chị thôi. Tình cả tình theo mà ổng với anh Hữu là ai, ai ai chất lượng hơn? Ổng với anh Hữu là ai chất lượng hơn? Bên này chứ. Bên này á. Thấy ông mỏng lắm lẹ. Thấy ông này cũng liệu yêu phụ nữ và thương quá. Thương rồi ha, có chiêu ha. Trời ơi, thương lắm. Mà rồi. Sao chị Nga, mà sao mà ổng ghen anh Hữu với mẹ chị nè. Trần ơi, thì đã kể nghe bữa hôm thì bằng đêm
thì tôi nói chuyện bên nhà tôi rồi cãi tôi đúng không? Ừ. Điên không cái tóc là điên không cái người ta nói chuyện, người ta nói chuyện bên nhà người ta. Ừ. Bển cũng để ý rồi cái điện bả nói cái gì bắt bẻ sao sao đó bắt bẻ. Ừ, rồi sao? Rồi con mới la đó. La sao? La nói chồng ơi, chồng chồng ta mà ông nói chuyện gì kỳ trời, bộ không có tôi mặt tôi hay gì ông nói chuyện kỳ vậy? Đúng không? Liền rồi đó. Rồi bên đây không biết con nước sao mà không có nói cái chuyện gia đình tôi á, ông đừng có xía miệng vô. Ông làm gì ông làm đi, vợ chồng tôi bên đây làm gì làm. Ừ. Chứ ông đừng có tham tham tôi tới nữa. Ừ. Tôi không thích. Ông nói ông cứ cứ chanh chua hoài vậy đó. Ông nói nước cô ơi. Ông nói nói đi. Ông nói ý ông muốn mà làm con ly trà đường á. Hú uống chưa? Ly thêm ly cà phê. Ừ, sao anh? Rồi ý ông mới nói là mà cũng như mà ông ghen tôi với bà hay gì. Ừ. Mà cái câu đó là bà và vợ mới nói là ông ghen mẹ con với Hữu đó. Ừ. Rồi nó mới tức. Để ông gà đụng tôi quýnh ông một cái. Thôi trời. Không nói cho ông biết thôi. Nói thôi. Ông ghen mà ông ghen gì anh Hữu buồn không? Ghen mà ghen bậy ghen không đúng cách. Ở đây bà vợ tôi với tôi gì là lấy sao cách sao lấy ông nghĩ sao ông nói chuyện gì gì? Ghê thiệt. Tại vì Hữu là nể bà vợ thôi. Ừ. Chứ ổng mà đã phải ông trai gùa trai vợ tôi đâu mà tôi nể ông. Đúng rồi. Ông là người dân mà chệch cái thầy kia tôi chệch tới bến đó. Thôi. Người ta cũng lớn tuổi thôi mình cũng nể người ta đi. Ha chị Nga. Nể đó. Nể với đính thinh đó. Theo chị Nga, theo tánh tình của chú đó đó, nghe nói là ổng có mượn tiền cho mẹ của chị á, tiền mỗi lần 500 thì theo một cái sự kỳ việc cởi đó có không chị Nga? Cho tiền thì lúc trước thì ở trong nhà về trong kia á. Ừ. Thì đâu ngay vào gì chừng vài trăm thì có á. Ừ. Còn giờ không biết có giờ có cho bả không thì mình không biết. Nghe nó cũng cho hoài đó chị Nga. Nghe nó cũng cho hoài đó rồi chị suy nghĩ làm sao? Thì cái chuyện cho tiền á thì không nói gì mà có một cái giờ chuyện mà gia đình phản đối thì thôi thấy sao mà nó cũng hơi ấy. Hơi ấy hả? Hơi ấy gì? Dạ. Hơi ấy gì? Bây giờ người ta nghe người ta gia đình người ta phản đối rồi mình giờ làm sao biết sao giờ. cũng hơi kỳ ha. Dạ. Chuyện ơi.